Hello các anh em, ngày hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về một sản phẩm của nhà Versace. Và chai nước hoa này được ra mắt vào năm 2021. Đây là một phiên bản flanker tiếp theo của dòng nước hoa có thể gọi khá là nổi bật của nhà nước hoa này, đó là Versace Eros. Đây là phiên bản Eau de Toilette được ra mắt, nếu mình nhớ không nhầm, là năm 2012 đó. Và sau đó trước khoảng 2-3 năm trước, mình không nhớ chính xác năm, thì phiên bản Eau de Parfum được ra mắt tiếp theo. Và đến năm ngoái thì là phiên bản Perform. Thì trong cái video này mình sẽ chia sẻ với các anh em cảm nhận của mình, cái mùi hương nó có cái gì đấy nó khác biệt so với Eau de Toilette và Eau de Parfum, và 5 điều mọi người cần nên biết nếu như chúng ta đang có ý định tìm hiểu về chai nước hoa Versace Eros Perform. Còn bây giờ anh em mình hãy ngồi thư giãn và lên đường thôi. Ok, let's go. Ok, trước tiên chúng ta hãy cùng nói về mùi hương của Versace Eros Parfum có gì khác biệt hơn so với các người tiền nhiệm của nó hay không. Thì trước tiên chúng ta hãy cùng tìm hiểu cái list note được in ở trên sẵn cái này. Nếu mà mình đọc theo những thông tin được in ở sẵn ở đây thì nó có vẻ là có cái khác và vẫn có cái giống. Bởi vì chúng ta đều biết cái đặc trưng mùi hương của mùi hương Eros, kể cả là từ phiên bản Eau de Toilette và Eau de Parfum, thì nó là một cái sự mix cùng với, đầu tiên sẽ là bạc hà, đó, nốt bạc hà, sau đó là nốt vani và độ tonka, tạo nên một cái mùi hương có thể gọi khá là ngọt, khá là trẻ trung, năng động và sexy. Nó rất là thích hợp với các anh em nào, ví dụ tuổi trẻ ấy, tầm từ 25 đổ về mà chúng ta thích một cái mùi hương ngọt ngào cho mùa lạnh, mùi hương đa dụng, sexy và trẻ trung, thì Eros luôn luôn là một trong những gợi ý rất là thích hợp. Còn ở phiên bản Perform này thì với những cái gì mình đang đọc list ở đây thì là nó đã có một cái chút thay đổi khi mà ở cái open note của nó không còn là bạc hà và cam chanh citrus nữa, mà ở đây thì nó đã thêm ví dụ như là tiêu, vẫn là có chanh đó, và thay vào đó là tiêu và một số những cái nốt khác. Còn là base note của nó thì ở đây mình có thể thấy là nó vẫn giữ ví dụ như là có cả vani, patchouli, một số những cái nốt khác, nhưng mà về cơ bản ở đây thì chúng ta thấy là ở cái phiên bản perfume này, nếu như theo như cái nốt list nguyên liệu của nó thì có vẻ là nó hơi khác một chút so với phiên bản hai phiên bản trước của nó. Tuy nhiên khi mà mình xịt ra thì có thể thấy rằng, với cá nhân của mình thì mình vẫn thấy rằng là nó vẫn mang một cái nét tương đồng khá là lớn so với phiên bản EDT và EDP. Thế nhưng một cái điểm có thể gọi là dễ nhận thấy nhất ở phiên bản Perform này, đó là cái mùi hương của nó có tính ngậy, creamy ấy. Đó, nó vẫn ngọt thế nhưng mà nó có thêm cái vị ngậy, cái vị ngọt đặc trưng của line Eros, và ở cái vị ngọt này nó có thêm cái giống như một cái gì đấy nó mượt hơn, nó ngậy hơn. Có thể thấy là các anh em, nếu mà ai đã từng xịt chai Armanico Profumo thì chúng ta sẽ dễ hình dung cái vị ngậy nó là như thế nào. Đó, thì ở phiên bản perfume này dù nốt nguyên liệu có khác nhau thế nhưng về cơ bản khi mà mình xịt thì mình sẽ vẫn thấy rằng nó vẫn có nét rất là khá là lớn so với EDT, thế nhưng nó đã có thêm cái vị ngậy hơn, một cái vị ngậy giống như kiểu hơi kem một chút, và nó có một cái gì đấy nó thiên hướng giống cái vị ngậy của Armanico Profumo. Đó, thì để nói về mùi hương của Versace Eros Parfum có gì khác hay không thì một cách ngắn gọn và dễ hiểu cho các anh em là nó vẫn mang cái style của Eros EDT và EDP, cái vị ngọt đặc trưng, cái tông mùi dày ngọt đặc trưng, nhưng có một chút thay đổi hơn, đó là nó mềm mùi hơn và nó có cái thêm cái vị ngậy giống như vị ngậy của kem mix cùng với cái vị ngọt đặc trưng tiêu biểu của dòng Eros. Đó, thì đấy là cái mùi hương của Versace Eros Parfum. Đó, một cách ngắn gọn và dễ hiểu cho các anh em là như thế. Và chúng ta hãy cùng đến với 5 điều mà mọi người cần nên biết nếu như chúng ta quyết định mua chai nước hoa này. Điều đầu tiên phải nói rằng là mình khá là thích cái cách biến chuyển mùi hương của phiên bản Perfum này. Nếu như ở phiên bản EDT thì một cái gì đấy khi mà chúng ta xịt thì chúng ta sẽ thấy cái vị bạc hà rất là thanh mát, và sau đó nó bất ngờ khoảng 20 phút sau nó biến chuyển cái tông thanh mát đấy thành một cái vị ngọt đậm, và đôi khi nó gọi là gây hơi hững hụt một chút, phải nói thật như thế. Nhưng ở phiên bản Perfum này thì mình thấy rằng cái mùi hương của nó
đều hơn, nó mượt hơn, và nó cảm mình cảm thấy nó có một cái gì đấy nó ở chừng mực hơn đó. Mình không biết trong cái chừng mực đây thì có nghĩa là từ cái lúc khởi đầu cho đến lúc cái dry down của nó dễ chịu hơn so với cái phiên bản EDT hoặc là thậm chí là cả EDP nữa. Và mình nghĩ rằng khi mà cái ấn tượng ban đầu để mà xịt ấy, thì phiên bản perfume này có vẻ như là nó sẽ dễ gây thiện cảm hơn so với phiên bản đời đầu của nó. Bởi vì như mình đã nói, ở cái phiên bản EDT thì nó có một cái sự biến chuyển nó hơi gọi là hơi gây, đôi khi nó gọi là một bước ngoặt này này, đang mùi bạc hà tươi mát tự nhiên tút phát sang cái mùi ngọt đậm. Thì có thể là với nhiều người thì chúng ta đang cảm thấy là hơi bất ngờ gì đấy, một dạng kiểu thế. Thế nhưng ở phiên bản perfume thì mình cảm thấy rằng mùi hương nó mượt hơn, vẫn là chất ngọt đấy, thế nhưng nó có thêm cái vị ngậy của kem, thì mình cảm giác rằng nó có vẻ dễ gây ấn tượng cho những người nào lần đầu tiên ngửi chai nước hoa này hơn. Thì đấy là cái điều đầu tiên mọi người cần đến biết. Điều thứ hai đó là chai nước hoa này nó vẫn mang những cái đặc trưng có thể gọi là DNA rất 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 đặc trưng của lại Eros. Những cái gì mà chúng ta ấn tượng, ví dụ như là ngọt này, đậm đà và khá là nồng nàn, thì đến cho đến phiên bản này nó vẫn không thay đổi. Có thể là chúng ta có thể thấy nó khác một chút, thế nhưng về cái DNA của nó thì nó vẫn là một cái gì đấy Eros, không lẫn vào đâu được. Cho nên nếu mà chúng ta muốn hy vọng ví dụ như Dior Sauvage Elixir, một cái chai nước hoa cũng có thể gọi là một cái phiên bản mới của dòng Dior Sauvage, nhưng mùi hương nó là một cái gì đấy khác biệt hoàn toàn với người tiền nhiệm của nó, thì ở sản phẩm mới của cái line này của Versace thì lại không là như thế. Dù có là thay đổi nốt nguyên liệu, dù có là cái tông mùi nó khác đi, thế nhưng về bản chất nó vẫn là anh em họ hàng của Eros đó. Thì chúng ta cũng không thể nào mới hy vọng đòi hỏi là một cái gì đấy mùi hương nó mới mẻ hơn ở cái chai nước hoa này. Thì đây là điều thứ hai mọi người cần nên biết. Điều thứ ba, có thể gọi đây là một cái thế mạnh gọi là nổi bật nhất của line Eros từ xưa cho đến giờ, đó là hiệu năng mùi rất rất là khủng khiếp. Với một sọt mình xịt lên da của mình thì nó bám có thể gọi là trên 10 tiếng. Đó, nó bám trên 10 tiếng. Với độ tỏa thì mình không rõ, có thể cái này là do tùy theo cơ địa. Nhưng về độ hiệu năng của mùi, đặc biệt là độ bám mùi, thì Eros Perfume vẫn rất 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 là khủng khiếp. Rất có nghĩa là nếu như có một cái list mà những cái chai nước hoa gọi là chế độ bám mùi quái vật maximum hơn 10 tiếng thì chắc chắn là Eros Perfume sẽ phải trong cái list đấy. Thì đấy là điều thứ ba mọi người cần nên biết. Điều thứ tư, rõ ràng là nó vẫn là một cái mùi hương rất rất là đa dụng cho các anh em tuổi các anh em tuổi trẻ này, chúng ta thích một cái mùi ngọt ngào và hiệu năng mùi tốt. Thì cộng cả ba cái yếu tố này để tìm cho một cái chai nước hoa để làm sao nó tiết kiệm được cái kinh tế của mình và đa dụng nữa, thì Eros Perfume luôn luôn sẽ là một trong những chai nước hoa nằm trong cái list đấy. Bởi vì như mình đã nói, đây là một mùi hương ngọt ngào, nó vẫn giống đặc trưng của cái line Eros, hiệu năng mùi tốt. Giá thì mình nghĩ rằng để một cái chai đa dụng, bám mùi tốt và đa dụng dành cho mùa lạnh, rất là cho các anh em nào mà không phải là kinh tế quá mạnh, thì đây là một trong những chai nước hoa mà chúng ta cũng có thể tham khảo đó. Và cuối cùng, điều thứ năm, như là mình đã nói, ở phiên bản này nó vẫn là mang những cái nét đặc trưng của line Eros, thì mình cho rằng nếu như mà các anh em nào đã có ví dụ như là YSLY, EDP hoặc là Jar Club đó, lại khá là những cái chai nó có tông mùi ngọt ngào, thì chúng ta không cần thiết phải mua chai này. Bởi vì dù sao thì bây giờ có rất rất nhiều những sản phẩm mang những cái style như thế. Mình không nói chai nước hoa này là tệ, nó vẫn rất là ok. Thế nhưng để mà tránh cái trường hợp của chúng ta mua mà bởi vì những cái tính chất mùi mà nó có một cái sự gọi là na ná một chút ấy, thì chúng ta nên cân nhắc. Còn lại thì anh em nào mà kiểu như chỉ cần một hai chai và đa dụng linh hoạt mùa lạnh thì đây cũng là một chai nước hoa thú vị. Còn lại nếu như các anh em nào mà đã có rất là nhiều chai tông ngọt, ví dụ như là Uomo Signature, Jack Club này, như thế
những cái tông chai tông ngọt thì mình nghĩ là các anh em không cần thiết phải mua chai nước hoa này. Ok, thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến các anh em những cảm nhận của mình về mùi hương của Versace Eros Perform và 5 điều mọi người cần biết nếu như chúng ta đang tìm hiểu về chai nước hoa này. Rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share nếu như mọi người cảm thấy video giá trị. Còn bây giờ anh em mình chào tạm biệt, bye bye, hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.